sau khi trình diễn phần thi của mình thì bọn con cảm thấy rất là vui. Niềm vui của chúng con tăng lên tại vì là cả ba ban giám khảo đều có những nhận xét tốt về chúng con. Khi mà đến với chương trình này thì bọn con cảm thấy rất là tự hào vì đại diện cho Việt Nam đi thi một chương trình cấp châu Á, và có lẽ đây sẽ là bước tiến lớn trong sự nghiệp nhảy múa của bọn con, và bọn con sẽ cố gắng hết sức để chứng minh cho mọi người thấy là chúng con rất là giỏi. Nếu mà bọn con được vào vòng trong thì bọn con cảm thấy rất là vui và tự hào, và người đầu tiên mà bọn con muốn chia sẻ đấy là bố mẹ con. Hey guys, it's David Foster. There should be a link, a button appearing right about now. Go for it. Subscribe now.